người hay ăn cam, uống nước cam cần tránh ngay sai lầm này. Rất nhiều người cho rằng ăn cam và uống nước cam tốt cho sức khỏe, làm đẹp da nên càng dùng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, thực tế thì việc ăn cam và uống nước cam có thể tốt với người này nhưng không tốt với người khác. Ngoài ra, ăn và uống nước cam không đúng cách sẽ gây hại đến sức khỏe. Dưới đây là những điều cần chú ý khi ăn cam. Không uống nước cam vào buổi tối. Không nên ăn và uống nước cam vào buổi tối do nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm làm mất ngủ. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, nếu bạn uống nước cam, nước bọt không tiết nhiều như khi bạn còn đang thức. Lượng axit còn bám trên răng sẽ tấn công và làm hỏng lớp men răng của bạn. Tốt nhất, bạn nên ăn và uống nước cam vào buổi sáng, khi dạ dày còn trống. Thời điểm này là tốt nhất, giúp dạ dày dễ hấp thu các chất dinh dưỡng. Không uống nước cam ngay trước và sau khi uống sữa. Protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam. Nó không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, mà còn có thể gây ra tình trạng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy. Do vậy, không nên uống sữa trước giờ hoặc sau khi bạn đã ăn cam 1 giờ. Không ăn cam, uống nước cam ngay sau khi ăn no. Khi vừa ăn no, dạ dày phải hoạt động hết công suất để tiêu hóa thức ăn. Uống một ly nước cam trong thời điểm này khiến chức năng hoạt động của dạ dày thêm áp lực, gây tức bụng, khó chịu. Không uống nước cam trước khi đánh răng. Axit trong nước cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng trà sát của bàn chải có thể làm cho men răng của bạn bị tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn và uống nước cam trước khi đánh răng. Bạn nên súc miệng ngay sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của axit trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của axit với men răng của bạn. Người viêm gan, cao huyết áp cũng không nên ăn cam. Bệnh nhân bị viêm gan mãn tính và cao huyết áp không nên ăn cam vì nó có thể thúc đẩy chức năng giải độc của gan, đẩy nhanh việc chuyển đổi cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Không uống nước cam cùng thuốc kháng sinh. Trong nước cam chứa axit nên có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của các loại thuốc. Và một khi mất đi cấu trúc hóa học đặc thù thì thuốc kháng sinh cũng sẽ không còn sức mạnh để diệt khuẩn. Uống nước cam khi đang dùng thuốc sẽ khiến bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm khuẩn kéo dài. Nước cam cũng có thể can thiệp vào khâu hấp thụ thuốc, làm giảm nồng độ thuốc trong máu, giảm hấp thu từ đường ruột. Không uống nước cam khi bị viêm loét dạ dày. Nếu đang bị viêm loét dạ dày hay tá tràng hay viêm tuyến tụy thì không nên uống nước cam vì nó chứa nhiều chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày, gây ra chứng ợ nóng và làm chứng viêm loét nặng thêm. Và nước cam có tác dụng nhuận tràng nên nếu bạn bị tiêu chảy thì nên pha loãng chung với nước và uống từng chút một thôi. Không ăn cam và củ cải cùng nhau. Khi ăn củ cải vào cơ thể người, nó sẽ nhanh chóng sản xuất ra một chất gọi là sulfate. Sau khi sulfate được chuyển hóa, nó sẽ sản xuất ra một chất chống tuyến giáp, thiocyanic acid. Nếu bạn ăn cam vào thời điểm này, các flavonoid có trong cam sẽ được phân hủy trong đường ruột và thay đổi thành acid hydroxy và acid ferulic. Hai loại chất này có thể tăng cường tác dụng làm ức chế acid thiocyanic về tuyến giáp và gây ra biếu cổ.